Để em sẽ trình bày phần ung thư tiền liệt tuyến. Thì nội dung bài học thì gồm có 6 phần là sơ lược và giải phẫu học của tuyến liệt, dịch tễ học, yếu tố nguy cơ, chẩn đoán, phân loại giai đoạn và phần điều trị. Đây, đầu tiên là phần giải phẫu học. Thì sơ lược thì tuyến tiền liệt là nó nằm ở một tuyến nằm ở sau bàng quang, sau sương mù, dưới bàng quang sau sương mù và giữa các cơ nâng hậu môn và cơ dưới trực tràng, thì có hình dạng như hạt dẻ gồm có hai múi, sợ thấy chắc và hơi mềm. Tuyến liệt trung bình kích thước là khoảng 4 × 3 × 2,5, trọng lượng từ 15 đến 25 gram. Dịch tễ học thì theo Lobocan 2020 thì tỷ lệ số ca mắc mới ở cả hai giới thì nó đứng thứ ba là khoảng 1.400.000 người. Tỷ lệ số ca tử vong thì là đến cuối cùng trong các ung thư thường gặp. Bị một câu hỏi khó đó là ung thư tiền liệt tuyến nếu ly sinh dưới 6 thì không gọi là ung thư, và ly sinh từ 7 trở lên mới gọi là ung thư. Như vậy thì trong số ca mà các bạn nói là bị ung thư đó, thực tế có bao nhiêu ca là ly sinh dưới 6 và có bao nhiêu ca là ly sinh trên 7? Không ai trả lời được. Vì thế cho nên tài liệu về ung thư tiền liệt tuyến hiện nay không có giá trị về mặt khoa học, cũng giống như COVID vậy. Rồi các bạn tiếp tục. Các yếu tố nguy cơ thì thứ nhất là về hormone và chế độ ăn. Thì nó liên quan chủ yếu đến hormone testosterone, vì vitamin D, các chống oxy hóa và các chất isocyanic trong các loại rau cải mầm, omega 3 axit béo thì nó giúp làm giảm tỷ lệ của ung thư tiền liệt tuyến. Ngược lại thì các axit arginine hoặc là linoleic axit béo không bão hòa, omega 6 có trong thịt đỏ thì nó thúc đẩy tăng trưởng các ung thư tiền liệt tuyến. Béo phì thì không có nguy cơ ảnh hưởng đến chẩn đoán tiền liệt tuyến, ung thư tiền liệt liệt, nhưng mà nó có liên quan đến tỷ lệ bệnh nặng hơn. Tiếp theo là về tuổi tác, địa lý, chủng tộc và di truyền. Ở đây các bạn phải trả lời một câu hỏi khó, đó là những người ở Bắc Mỹ và Bắc Âu ung thư tiền liệt tuyến có phải là do liên quan tới cái gen hay không, và đặc biệt là dân châu Phi thì có liên quan tới gen hay không. Các bạn làm hai cái cột so sánh, một bên kia là cái cột là gen của dân da trắng và bên nọ là cái cột là gen của dân da đen. Sau đó các bạn làm tiếp một cái cột so sánh nữa, đó là một bên là liên quan tới sữa bò có hormone chích vào con bò từ lúc mà con bò mà cho sữa cho tới lúc con bò đẻ, rồi lại cho sữa tiếp rồi lại đẻ. Bởi vì các bạn một lát các bạn sẽ coi một cái hình ảnh một con bò của Thụy Sĩ và của Hà Lan, nó được đục một cái lỗ bên hông và toàn bộ thức ăn và các thứ đều được cho qua cái lỗ đó. Cho nên các bạn thấy cực kỳ, sau buổi học hôm nay các bạn sẽ suy nghĩ lại về cái chuyện cho con mình uống sữa công thức. Suy nghĩ lại nha. Rồi tiếp tục. Chẩn đoán thì chúng ta sẽ có phát hiện sớm các xét nghiệm tầm soát, thì nên tiến hành xét nghiệm tầm soát. Khám thì là khám thăm trực tràng, xét nghiệm là PSA ở nam giới trên 50 tuổi, hoặc là nếu mà trên 45 tuổi nếu có tiền sử gia đình ung thư tiền liệt. Em biết hiện nay trên thế giới rất nhiều nước cấm tầm soát rồi. Mỹ đã cấm, nhiều nước cấm. Bác sĩ tiết niệu mà gửi thơ tới nhà một người đàn ông khỏe mạnh 50 tuổi nói rằng mời ông vô bệnh viện thử PSA, bác sĩ đó sẽ coi chừng thực hiện. Vì sao? Vì người ta thấy rằng 80% ung thư tiền liệt tuyến là đọt măng. Bây giờ người ta đang khỏe mạnh, đi làm bình thường, bạn gửi thơ rồi mời người ta vô và thử PSA miễn phí, siêu âm miễn phí. Sau đó các bạn nói rằng PSA người ta 15, người ta phải xin thiết tiền liệt tuyến. Sau đó bạn xin thiết ra cái bạn nói là ung thư, 3 tháng sau bệnh nhân chết queo vì tự tử, vì công ty đuổi việc, vì vợ bỏ, hàng loạt. Như vậy bệnh nhân đã chết không phải vì ung thư tiền liệt tuyến mà vì cái người bác sĩ đó. Về chẩn đoán thì có các triệu chứng lâm sàng là triệu chứng về cơ năng, thì bệnh thì thường là phát hiện cách tình cờ, nhưng mà có một số lý do để cho bệnh nhân phải đi khám bệnh, như là không có số rối loạn tiểu tiện, như là đái khó, đái nhiều lần, bí tiểu, một số dấu hiệu của di căn như là đau xương, đau tầng sinh môn. Một số nó di căn hạch thì nó sẽ gây phù nề chi dưới, và một số trường hợp thì có xuất tinh ra máu, và một số dấu hiệu toàn thân khác như là suy thận, gầy sút, niêm nhạc thiếu máu, di căn khác ốc phổi, gan, và di căn não thì cũng hiếm gặp. Chứng lâm sàng thì đây một số triệu chứng lâm sàng tóm tắt một cái hình. Rồi về khám thực thể thì thăm khám tiền liệt qua ngã trực tràng là cách thức đơn giản rẻ tiền và dễ phát hiện bệnh, và bằng việc phối hợp với nồng độ PSA thì thăm trực tràng, thăm tiền liệt qua ngã trực tràng thì đã góp phần chẩn đoán được đa số các ung thư tiền liệt.
và khám toàn thân thì phát hiện một số các bệnh di căn, và một số ít trường hợp thì phát hiện được cái di căn xa. Đây em ghi là di căn hạch nè, em sẽ chết ở chỗ này nè. Ung thư tiền kiến di căn xương là chủ yếu. Và rất ít tài liệu để chứng minh rộng trường hợp chắc có một vài ca ở trên NCBI á. Và các bạn biết đây là một số cận lâm sàng có thể thực hiện được, như là về xét nghiệm nồng độ VSA. Theo nồng độ VSA thì bất thường là lớn hơn 4 nanogram trên ml theo Hội Nội khoa Hân học Việt Nam khuyến cáo, và tỷ lệ VSA tự do trên VSA toàn phần khi mà nồng độ VSA từ 4 đến 10 và thăm khám trực tràng không có dấu hiệu nghi ngờ ung thư tuyến liệt. Thông thường thì lấy mức VSA tự do bên VSA toàn phần có ý nghĩa là nhỏ hơn 0.1, nhưng mà cái nhỏ hơn 0.1 là em đọc ở cái tài liệu của Bộ Y tế năm 2020, còn thấy nhỏ hơn 0.2 là đối với tài liệu của Hội Nội khoa 2014, nên em cũng chưa biết là nhỏ hơn, nên lấy là nhỏ hơn 0.1 hay là 0.2. Không tin vào VSA. VSA chỉ có giá trị tham khảo. VSA và siêu âm chỉ có giá trị tham khảo. Chẩn đoán quyết định dựa vào MRI và ly sinh. Với trí tuệ nhân tạo hiện nay, cái MRI có cài phần mềm trí tuệ nhân tạo, nó sẽ phán luôn ung thư giai đoạn mấy luôn, thậm chí phán luôn loại tế bào luôn, với điều kiện là cái máy MRI đó có trí tuệ nhân tạo xịn nha. Các bạn biết hiện nay trí tuệ nhân tạo chạy trong các cái y khoa gần như là rất nhiều ở các nước. Nếu các bạn mua một cái máy đo điện tim có trí tuệ nhân tạo trong đó, nó sẽ đọc luôn và nó sẽ tự động hội chẩn, gửi cho tụi bác sĩ ở lên Sài Gòn ở nước ngoài luôn và hội chẩn luôn, không cần người bác sĩ tại chỗ luôn. Có nghĩa là nếu ông nội em đang ở dưới Cà Mau, em mua cái máy đó về chỉ cho ông nội em cách đo, mỗi lần ông đo thì tự động cái máy đó nó sẽ gửi hội chẩn luôn lên Sài Gòn qua Mỹ luôn. Cho nên các bạn biết được rằng trong tương lai trí tuệ nhân tạo sẽ quyết định gần như rất nhiều trong y khoa. Và các bạn lúc đó đừng tự hào là mình là bác sĩ giỏi nữa, mình thua xa. Các con robot chùi nhà làm vệ sinh nhà là gì? Các con robot nằm trong mấy cái máy siêu âm, mấy cái máy MRI, mấy cái máy CT, các bạn mới thấy khủng khiếp. Nó đọc hết. Rồi, mời các bạn tiếp tục. Dạ. Vậy đây là khuyến cáo của Guideline EAU 2020 về cái thực hiện test VSA. Và một số khuyến cáo nữa về các cận lâm sàng thì là khuyến cáo là thứ nhất là không nên sử dụng MRI trong cái tầm soát, việc tầm soát, và nên sử dụng MRI cho trước khi mà chúng ta sinh thiết. Và khi mà MRI có chế độ cái chỉ số BRAS lớn hơn 3 thì chúng ta nên kết hợp với sinh thiết trúng đích và tầm soát về di căn hệ thống. Dạ, tiếp theo cận lâm sàng tiếp theo là về CT không có giá trị, đừng chụp CT. Tại sao CT không có giá trị biết không? Dạ. Cái tỷ lệ tiến, cái half field half 35 mà. Tất cả những cái nào mà half field dưới 50, các bạn chụp CT sẽ rất là tệ. Sau buổi học hôm nay các bạn nhớ dùm cho thầy, tất cả các bác sĩ có mặt ở đây, nhớ cho thầy, một cơ quan nào có half field dưới 50, các bạn cho chụp CT sẽ rất là tệ. Nên hội chẩn với bác sĩ hình ảnh học chụp thẳng em ra luôn đi, đỡ tốn tiền của bệnh nhân. Nhưng các bạn nhớ một điều là CT có 30 giây 1 phút là chụp xong, trong khi cái MRI nó tới 30 phút. Nếu một bệnh nhân đang mệt hoặc đang bị hôn mê hoặc lơ mơ hoặc kích động, các bạn chụp MRI rất là khó. Những đứa em bé 5, 7, 10 tuổi chụp MRI phải cho nó ngủ. Và bạn nào đi chụp MRI một lần cho thấy hơi bị ngộp, kích lắm, trong khi CT vô cái ra liền. Bạn nào đá banh xong đứt dây chằng chéo đi chụp MRI, đứt đầu gối cái biết liền, nằm chống hơi bị lâu rồi. Nên sau học hôm nay các bạn nhớ, thầy hãy nhắc các bác sĩ nội chú chạy lên chạy xuống cái phòng hình ảnh học nhiều một chút, đích thân ngồi trên cái máy đọc cùng với mấy anh,
chức ngồi ở trên thiên đàng mà đọc CT MRI. Các bạn hiện nay hay có cái tật phán theo bác sĩ đọc không được, phải chạy xuống dưới ngồi đọc trên máy, cầm con chuột đọc đó, nó mới đã. Rồi mời bạn trình tiếp. Dạ, tiếp theo là về cái xạ hình xương và chụp PET-CT. Xạ hình xương thì nó sẽ giúp phát hiện được cái những tổ chức đã di căn như là di căn vào xương. Và chụp PET-CT thì nó phát hiện các khối u nguyên phát và giúp phát hiện chính xác các khối di căn tái phát, đánh giá hiệu quả của phương pháp điều trị. Cái cận lâm sàng quan trọng như là tiêu chuẩn vàng như là sinh thiết tiền liệt. Thì sinh thiết tiền liệt nó dựa trên cái nồng độ beta nghi ngờ và khi thăm khám trực tràng. Sinh thiết tiền liệt là cái tiêu chuẩn vàng, nó được thực hiện qua cái nhiều phương pháp như là qua ngã trực tràng cũng như là sinh thiết qua tận sinh môn. Sinh thiết gặp lại khi mà beta tăng cao và liên tục ở thăm khám nghi ngờ có ung thư tiền liệt và một số cái tân sinh trong biểu mô lớp thượng bì, thì chúng ta cũng nên sinh thiết gặp lại. Và sinh thiết lần thứ ba thì không được khuyến cáo. Nhắc lại sinh thiết phải có protocol, nãy thầy mới nói từ protocol. Lấy 12 mẫu đều ở xung quanh. À, tiếp theo là phần giai đoạn, phần loại giai đoạn. Phần giai đoạn thì theo TNM 2017 sẽ có giai đoạn 1 là beta dưới 10 và nó ung thư nó nhỏ hơn 5%. Thiếu rồi ta. Rồi qua cái này đi. Dạ. Tất cả cái này thành CT đó, thằng em nó đọc hết rồi. Dạ. Trước khi chi tiết là cái em ra thằng em ra nó đọc hết rồi. Dạ thầy. Em ra bây giờ nó đọc siêu đẳng. Dạ. Dạ, tiếp theo là cái phần điều trị á thầy. Ok, điều trị khó đây. Rồi. Dạ thầy, về phần điều trị để tiếp cận một bệnh nhân ung thư tuyến liệt á thì mình phải chẩn đoán và đánh giá cái điều trị. Thứ hai là mình ước tính thời gian sống thêm của bệnh nhân, phân nhóm nguy cơ và cuối cùng là mình xác định mục tiêu điều kế hoạch điều trị cụ thể. Thì các phương pháp điều trị thì nó có theo dõi, có kiểm soát, xạ trị, nội tiết, hóa trị và cuối cùng là phẫu thuật. Đối với trường hợp theo dõi có kiểm soát thì như mình biết thì ung thư tuyến liệt là một bệnh tiến triển chậm, nên trong quá trình điều trị mình phải cân nhắc đôi khi việc mà theo dõi đơn thuần nó lại mang lại lợi ích hơn so với việc điều trị tích cực, bởi vì nó tránh được các biến chứng và tác dụng phụ. Thứ hai là mình giảm được chi phí điều trị như thời gian nằm viện, chăm sóc bệnh nhân, vân vân. Về chỉ định của theo dõi bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt thì đối với những bệnh nhân có nguy cơ thấp hoặc nguy cơ trung bình, mình ước tính được thời gian sống dưới 10 năm hoặc là ung thư phát hiện ở giai đoạn muộn, thì mình cân nhắc giữa việc là bệnh nhân sống hòa bình với nó hay là phải chịu đựng các tác dụng phụ của quá trình điều trị. Còn chống chỉ định trong các trường hợp ung thư tuyến tiền liệt mà có độ mô hợp ác tính cao và bệnh nhân mong muốn được điều trị thì mình không thể nào mà chỉ theo dõi được. Đối với xạ trị thì mình chỉ định phụ thuộc vào nguy cơ tái phát, thời gian kỳ vọng sống thêm, mục đích là điều trị triệt căn hay giảm nhẹ, không đủ điều kiện sức khỏe để phẫu thuật vào nguyện vọng của bệnh nhân. Thì đối với những trường hợp mà ung thư tuyến tiền liệt nguy cơ thấp thì người ta xạ trị với liều 70-75 ray trong 36-41 buổi vào tuyến tiền liệt, có thể kèm hoặc không kèm với tuyến tinh và không xạ trị vào tiểu phun. Đối với ung thư tuyến tiền liệt nguy cơ trung bình thì từ 75-80 ray, phân liều 1.8-2 ray một lần, có thể xạ trị hạt chậu, và nguy cơ cao thì mình có xạ trị hạt chậu. Thì cái phần xạ trị này thì bên ung bướu nó làm. Tiếp theo là điều trị nội tiết. Điều trị nội tiết thì mình có thể điều trị bằng phương pháp nội tiết ngoại khoa hoặc là nội khoa. Đối với ngoại khoa là mình cắt bỏ tinh hoàn, còn đối với ngoại khoa thì mình có thể sử dụng đồng vận RNRH hoặc là đối vận RNRH. Thì hai thằng này á, theo nghiên cứu thì người ta thấy tác dụng trên bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt là hiệu quả như nhau. Thì có một đối với đồng vật RNRH như là có rosarilin acetate, chiptorelin hoặc là librorelin acetate, còn với đối vận RNRH thì có degarelin. Các điều trị nội thuốc khác, nội tiết khác thì mình có thể sử dụng thuốc kháng androgen, thuốc ức chế tổng hợp nội tiết tố nam. Thì đối với thuốc androgen thì nó có loại là có steroid và loại là không có steroid. Đối với các thuốc ức chế tổng hợp nội tiết tố nam thì cái thuốc này đa số mình sử dụng ở giai đoạn ung thư kháng các tinh hoàn. Còn ung thư kháng các tinh hoàn là như thế nào thì phần tiếp theo sẽ trình bày. Còn các tác nhân nội tiết tố mới người ta đang trong quá trình nghiên cứu thì nó có ra thằng abiraterone acetate và enzalutamide. Thì cái cơ chế của hai thằng này nó cũng làm ức chế sự tổng hợp androgen. Về hóa trị thì hóa trị mình được chỉ định trong những trường hợp thất bại với điều trị nội tiết tố. Thì có một số phác đồ mình có ứng dụng được, như là mình sử dụng mitoxantrone với prednisone hoặc là docetaxel với prednisone và cabazitaxel với prednisone. Về điều trị phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt thì nguyên tắc là mình phải cắt bỏ được toàn bộ tuyến tiền liệt, túi tinh và bón con tuyến tinh. Mình nạo hạch chậu từ hạch chậu bịch tới vùng chi đôi động mạch chậu chung, nạo hạch mở rộng đến chỗ chi đôi của động mạch chủ bụng, bảo toàn bó mạch thần kinh cương tối đa có thể. Các phương pháp phẫu thuật thì gọi là phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt triệt căn. Thì phẫu thuật này có nhiều loại và tên gọi khác nhau tùy theo như là mình mổ hở hay mổ nội soi, theo đường tiếp cận tuyến tiền liệt là qua phúc mạc, sau phúc mạc hay là qua đường lấy chậu. Chỉ định can thiệp phẫu thuật thì chỉ định can thiệp phẫu thuật là mổ hở hay mổ nội soi thì có cùng chỉ định, tuy nhiên việc quyết định này thì phụ thuộc vào sự lựa chọn và kinh nghiệm của phẫu thuật viên. Riêng với đường mổ vào vùng đáy chậu thì nên khuyến khích cho ung thư giai đoạn khu trú vì nó ra cho kết quả tốt và đảm bảo thẩm mỹ.
Thì khi mà mình chọn được mẫu này, mình phải xác định là bệnh nhân không có gì căng thẳng, với các tiêu chuẩn kèm theo là PSA dưới 10 nanogram trên ml, điểm glycan dưới 7, tốt nhất có sinh thiết hạt cầu âm tính. Về điều trị theo nhóm nguy cơ thì người ta chia theo phác đồ của bộ phác đồ điều trị ung thư tuyến liệt của Bộ Y tế, thì nó chia điều trị ung thư tuyến liệt nguy cơ thấp, rất thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao. Em giới thiệu thêm về phần kháng cắt tinh hoàn. Định nghĩa của bệnh nhân ung thư tuyến liệt kháng cắt tinh hoàn là testosterone huyết thanh ở ngưỡng cắt tinh hoàn là dưới 50 nanogram trên decilit hoặc là dưới 1,7 mmol trên lít và kèm theo ít nhất một trong hai tiêu chuẩn. Thứ nhất là tiến triển sinh học, beta tăng ở 3 lần thử liên tiếp cách nhau mỗi tuần và ít nhất là 2 lần tăng trên 50% so với mức thấp nhất và một lần có beta tăng trên 2 nanogram trên ml. Thứ hai là tiến triển về mặt hình ảnh, thì nó xuất hiện từ hai tổn thương xương mới xuất hiện trên xạ hình trở lên hoặc tiến triển theo các tổn thương xương không phải xương theo tiêu chuẩn của RECIST. Thì tiêu chuẩn RECIST là tiêu chuẩn đánh giá đáp ứng của các cái u đặc sau quá trình điều trị bằng hình ảnh học. Thì đối với điều trị ung thư tuyến liệt kháng cắt tinh hoàn thì mình sẽ tiếp tục sử dụng phương pháp điều trị nội tiết tố.